Thân chào quý vị em thân mến, hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano thể thao thương hiệu là Malibu nha. Nói chung là mẫu là những mẫu mới nha, năm 2023 có mã thương hiệu là Malibu ha, 23MKZ nha. Nói chung là chiếc này có chiều dài là khoảng 7 mét và chiều ngang nó là 2,6 m như vậy ha. Sử dụng động cơ Monsoon 430 HP ha. Nói chung chiếc này rất là đẹp, chiếc này những mẫu mới hoàn toàn 100% nha, mẫu mới. Mình chú ý quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi. Chiếc này có giá trị là khoảng 282.000 đô la Úc nha. Là mới nguyên thùng như vậy ha. Và khoảng 4 tỷ rưỡi thì Việt Nam mình á, khoảng 4 tỷ rưỡi đó. Thì đây là những cái dòng thương hiệu cho những anh em chị em nào mà thích cano tốc độ thể thao ha, Malibu, thương hiệu Malibu. Các thương hiệu Malibu thì nó có nhiều loại giá lắm. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng Malibu loại cao cấp chút nhất ha. Nó có nhiều có loại giá, có thương hiệu này thì nó có giá trị từ 120.000 cho đến 500.000 đô ra Úc ha. Nói chung từ 2 tỷ cho đến 5 tỷ, 10 tỷ không có hết ha. Mình như bây giờ đây cái là thương hiệu là cái thương hiệu là Malibu ha. 23MKZ nha. Cảm ơn quý vị nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha.